Sang khăn sà năng ga cha mi con đem lòng thanh kính xin quy y tăng lần Atiyam bê Bồ Tát Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Atiyam bê Tham Mang Saranang Gacchami, con đem hết lòng. Thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. ta thì năng ca cha mi có lần thứ ba mi bút thăng cha đà năng ca cha mi ta thì dặm bi thăm măng cha năng ca cha mi còn đem lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba ta thì dặm bi sân khăn cha đà năng ca cha mi còn đem lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba Thì Saranaga Anang Paripunang phép quy tam bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phần tê và dạ, chúng con xin vâng. Banati Bata Veramani Sika Padang Samadhiyami, con xin vâng giới điều học là quy tính xa sự sát sanh. Adinna Dana Veramani Sika Padang Samadhiyami, con xin mừng giữ điều học là cuối tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara veramani sika padang samadhiyami, con xin mừng giữ điều học là cuối tránh xa sự tà dâm. Usawada veramani sika padang samadhiyami, con xin mừng giữ điều học là cuối tránh xa sự nói dối. Surameraya machapamadatana veramani sika padang samadhiyami, con sẽ muốn giữ được học là cứu trên xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Banati bata guhiramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học luật quy tính xa sự sát sanh. Aninada guhiramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học luật quy tính xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara guhiramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cảnh quy tính xa sự hành dâm. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học luật quy tránh xa sự nói dối. Surameracha machapada dathana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học luật quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. A ma phành tê và dạ, chúng con xin vâng. Quy Phật đọc Imani Atta Sikha Badani Nichakalang Quy Phật đọc Imani Atta Sikha Badani Nichakalang. Sa thu lành thai. Uttamang ghe na quan đề hăng tam băng đạt uttamang sang khô vô kali tô đô sô tạ bút thô kha tu tăng mà măng con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đảng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hăng tham măng và đu tham măng và răng tham mê vô cà li tô đô sô tham mô kha ma tu tăng mà măng con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con.
Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và con thay mặt cho tất cả Phật tử kính tri ân thượng tọa đã truyền tam quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ bây giờ con xin thỉnh Pháp Sư, phải không chị Đặng Đông? Alo? Alo? Alo, dạ xin có hỏi có được nghe không? Dạ. Dạ. À ông bà, dạ. Thì con xin... Dạ bây giờ là tới giờ ôn bài. Dạ kính mời bằng tài của Sít Ái Minh cho chị Lật Lê nghỉ chút. Sít Ái Minh, chị Rạng Đông, cô Rạng Đông. Dạ kính mời quý Phật tử nha. Mời Sít Ái Minh. Sít Ái Minh ơi, nghe Pháp nhường mít nha. Chị sa thứ chị nghe Pháp, chị Tâm Phương. Duyên chị nghe em nói rõ không ạ? Alo. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn hai chị. Dạ. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Thằng Khà Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Quyền. Dạ, em mới mình kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu Pháp Cú số 156. Achari Tòa Rầm Achari Dần Alatha Yop Bát Nề Tha Nằng Sen Tí Chà Bà Tí Kỳ Nà Quá Bú Rà Nà Ní A Nút Thu Nằng Achari Tòa Rầm Achari Dằng Alatha Yop Nề Tha Nằng Sen Tí Chà Bà Tí Kỳ Nà Quá Bú Rà Nà Ní A Nút Thu Nằng Achari toa rama chari yang anatha yop ba ne tha nang sen ti cha ba ti ki na wa bu ra na ne anu thu nang. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Achari toa ramachari yang alatha yop ba ne tha nang sen ti cha ba ti ki na qua burana ni anun thu nang. Achari toa ramachari yang alatha yop ba ne tha nang sen ti cha ba ti ki na qua burana ni anun thu nang. Trẻ không sớm biết tu hành, chẳng lo tài sản để dành mai sau, như cung vô dụng gãy đầu, nhìn về dĩ vãng, rầu rầu thở than của thơ của đầy đức tâm cao. Dạ em đã trả bài xong, dạ em kính mời bàn tay của quý chị ha. Dạ em kính mời chị.
Alo, cảm ơn anh Bình. Dạ, con Tâm Phương. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá, con kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Huyền. Con kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử, con xin đọc và kệ Cao Pháp Cú số 156, kính cảm ơn chị Rạng Đông. Dạ. Á chá rí tọa Brahma chá rí dân a la tha yo pa ne tha năng sang tí cha pa tí khi na qua phú ra na ni an nút thu năng. Dạ, lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy thở than những ngày qua. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trẻ không sớm biết tu hành, chẳng lo tài sản để dành mai sau, như cung vô dụng gãy đầu, nhìn về dĩ vãng rầu rầu thở than. Dạ, đó là phổ thơ của của Đại Đức Tâm Cao. Dạ. Achari toang brahmachari yang ala ala thayo vane tha năng santi cha pa ti khi na quang bura na ni unun thu năng Achari wa paramang viyang alathayo pane thanang sangti cha ba kina quang purana ni anu. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy thở than những ngày qua. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trẻ không sớm biết tu hành, chẳng lo tài sản để dành mai sau, như cung vô trượng gãy đầu, nhìn về dĩ vãng sầu rầu rầu thở than. Dạ, đó của Lại Đức của Tâm Cao. Dạ, kính mời chị nghe pháp với Đặng Đông ạ. Sa thú chỉ lại con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức Phật ân đức Pháp dân đức Tăng, con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Quyền, con kính chào kính cảm ơn sĩ Ái Minh cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 156. Achari tòa brahmachari yang ala tha yo ba ne tha năng sang ti cha pa ti khi na wa purana ni anu thu năng achari tòa brahmachari yang ala tha yo ba ne tha năng sang ti cha cha pa ti khi na wa Puranani anuthunang acharitva brahmachariyang alathayo pane thanang santi chapa tikhinava purana.
Dạ. Dạ bé rồi, dạ đang vào. Dạ nghe pháp ôn bài trước rồi xếp rạng đông ôn lại nha. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Phật Khà Giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ giáo pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ Thượng Tọa Minh Tuệ Huyền cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 156. Á chá rí tòa râm má chá ví danh. Dạ con xin đọc ôn bài cuốn số 116. Á chá lý tòa thái chà pa tí khí na quá phú ra nhà ní á nút thú năng. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Bằng dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trẻ không sớm biết tu hành, chẳng lo tài sản để dành mai sau. Dạ, bữa nay sao mà băm thóc bí té hoài. Con xin kính đọc tiếp của con nha. Ari Achari tòa brahmachari yang alatha yop bane thanang sang tí cha pa tí khi na quá pura na na anu thu năng. Rẻ không sớm biết tu hành, chẳng lo tài sản để dành mai sau. Như cung vô dụng gãy đầu, nhìn về dĩ giảng rầu rầu thở than. Bản dịch của Đại Đức Tâm Cao. Thấy có sis Từ Mẫn, thấy có cô Nghe Pháp vô trở lại rồi. À, kính mời cô, kính mời sis Tâm Pháp. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, kính mời Sức Tụ Mẫn, Sức Tâm Pháp. Quý vị có lên ông bài hôm cho xin một tín hiệu. Dạ không thì xin thỉnh Pháp Sư. Dạ kính mời chị Lạc Lê thỉnh Pháp Sư. Dạ mời chị nha. Chị có trước máy không? Mời chị Lạc Lê thỉnh Pháp Sư nha. Chị Lập Lê ơi, còn có trước máy không cho xin một tín hiệu. Bây giờ máy ai cũng rất mít hết rồi. Dạ thôi kính mời Sít Ái Minh đi, chưa có tín hiệu của chị Lập Lê. Kính mời Sít Ái Minh thỉnh Pháp Sư dùng. Dạ. Dạ, con Tâm Phương, con kính mời tất cả Phật tử cùng Tâm Phương chúng ta thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra tô
Sammāsambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato sammāsambuddhassa. Brahmacalokkhāthibhati sahambhati. Katang chay ân thì quả răng aya cha tha sang tỳ tha sát ta ba ra cha ca cha thi ca đề xế tu tham măng a cụ khâm bi măng ba châm sa tham ba bê rim thì quả năng cha ca văn su tăng ba tham măng a bi tham ma cha măng a cô ta văn tô cha tu sanh cha đẳng đẳng ba bố tha ni về ba thị gia gia mai chen e văn sa hâm ba ti brahmang ba ram quanh tấn a gia cha tha tùng hi phá quê na tham vô thô ca du nê na thi gia hoa gia tăng hạ vô tha gia ba lê nang mi ma la dân ta tu ga tu ban chai hoa gia đa vô nay dê a mang ba dê si tham ma tu ta tu ba phu ti tham vô thô Anuna tham ma đề sa năng ma ga qua na si đề đề se si sa ta năng a tha đi ra cầm tê na sa thu a vô ban tê đề se tu tham ma đề se sa năng ba ya đi tha ba ri ya ya sa yang Anukham ba bi wa ta quen chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước vinh quang luôn chờ trời lo mọc đăng nhờ ánh sáng đỗ hoa lành rải tan mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngậm ngùi khấn khoản Phật nhân lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhâm vườn lũng gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ẩn phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ trinh rõ ràng thỉnh ngài thiết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí ti vẹn toàn và nam mô bổn thầy giá và chúng con đã đọc và thỉnh pháp sư con kính dâng mic lên cho thượng tọa tuệ huyền và kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ nhận mic để thuyết giảng câu pháp cú số 157 cho hàng Phật tử chúng con xin nhân con xin nhân mic lại cho thượng tọa. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, với quần thể chúng nghe rõ, dạ cảm ơn của em mình. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, kính bạch đến chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể chư quý Phật tử, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivadeyami Svakkhato Bhagavata Dhammo
Thamang nama sami supati pando pakawato sawaka sanko sankang nama mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Quy nhờ quy lực Tam Bảo hàng giờ hội đến chư tôn đức tăng quý thượng nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp Nam Mô Bổn Thầy Giáp. Giờ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta qua cái chương Atthawakkha, tức là cái phẩm từ ngã, câu kệ đầu tiên số 157. Atta năng chế biến chế nhà ra khai dân năng sủ rắc khai tăng tinh năng anh nhớ ta rằng gia măng và tích chắc gây cho bạn bị tô. À tân năng chế biến chế nhà ra khai dân năng sủ rắc khai tăng tinh năng anh nhớ ta rằng gia măng và tích chắc gây cho bạn bị tô. À, nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba căn luôn luôn phải luôn luôn tỉnh thức. Bây giờ thì như bữa hôm trước chúng tôi sẽ nói lên cái câu cái duyên khởi, và trong khi giảng thuyết chúng tôi sẽ phân tích từng cái lý ở trong cái câu này, quý vị lưu ý như vậy. Thì trước nhất là cái duyên khởi, và sau đó vừa giảng mà vừa phân tích cái từ vựng mà kim luôn cả là giảng cái lý luôn. Hai quý vị nhớ như vậy nha. Bây giờ cái câu chuyện quá khứ này nó liên quan tới cái vương tử Bưu Thí. Hoàng tử Bưu Thí. Đó là cái duyên sự đầu tiên đó. À, khi Đức Phật này ở cái chỗ này, hai quý vị ở cái chỗ mà cái thành Phê-sa-ca La Quán Á. Thế Tôn đã nói cái câu kệ đối với Hoàng tử Bưu Thí, tức là Hoàng tử Bồ Đề. Thì hoàng tử Bồ Đề này xây một cung điện, đặt tên tức là Sen Đỏ Cô Canada. Mà cung điện này là độc nhất vô nhị, không có, chúng ta gọi là từ là không có đụng hàng đó, không có dấu cứ một cái cung điện nào ở trên cuộc đời này. Cung điện này á, nó trên mặt đất mà giống như đang nổi trên hư không vậy đó. Thì khi mà xây xong cái cung điện này rất là đẹp, và ông ta mới hỏi cái người xây, người đã từng xây cung điện này giống như thế nào, như thế này chưa, hay là đây là cái công trình đầu tiên người làm ở trong đời mà người đã thực hiện xong. Cái người mà chúng ta tạm gọi như một kiến trúc cho đó, một kiến trúc sư hay là một cái người thợ, chúng ta còn kêu là thợ này thợ hồ đó, người ta mới bạch rằng ý của hoàng tử á, cái cung hoàng tử trong bốn cái cung điện của chúng ta độc nhất vô nhị, thì người kiến trúc này mới nói rằng đây là cái cung điện đầu tiên anh ta xây, nó không giống ai hết và nó đẹp như vậy, cũng chưa có nào mà giống như thế. Thì trong đầu của người của hoàng tử Bưu Thí muốn rằng của cái mình là độc nhất vô nhị, cũng như là không cũng hàng không giống ai hết. Và nếu như muốn như vậy đó, thì bây giờ anh thợ này còn, vì vậy cho nên bây giờ một á, là ta giết anh thợ, giết thợ này, hoặc là ta chặt đi cục tay, hoặc là ta móc mắt, hay hoặc ta sát hại cho anh thợ này không thể làm được. Thì hoàng tử suy nghĩ như vậy và gặp một cái người thân tín, mới hỏi cái người bạn thân của mình tên là Sanjika Putta, nói lên cái ý đó. Thì anh bạn này á, anh bạn của hoàng tử Bưu Thí này, anh lại thân tình với cái người kiến trúc này, với anh chàng xây này, thì mới nói lại cho anh ta nghe. Thì cuối cùng thì để chuẩn bị coi như là chúng ta gọi là cái cho nó hoàn tất, nó qua hết mọi thứ, thì hoàng tử Bưu Thí mới hỏi cái người thợ xây này, hỏi gì chứ? Bây giờ có thể xem như là chúng ta gọi là cái làm lễ coi như là tân gia được chưa, thì bây giờ coi như là khánh thành đó. Thì cái người thợ này nó bây giờ khoan chưa, nó cũng còn thiếu một số điều. Thì bắt đầu cái qua anh chàng này mới suy nghĩ, bây giờ anh ta sẽ kéo dài, anh ta muốn kéo dài như vậy đó, thì anh ta nói cho vua bây giờ là sẽ
anh ta sẽ không gặp ai hết, chỉ vợ anh ta đem con vô phòng để anh ta nghiên cứu, sẽ là một cái phần thiết kế trong nhà mà xem như là rất là đặc biệt, để cho cô nhà được tốt đẹp thì người ta bố thí bằng lòng ngay. Nghĩa là anh này cũng còn cái chiêu thức gì nữa thì người ta mới kêu tìm một số cái gỗ tốt mà nó khô hết, mà nó đã khô thật khô, đem vô cho anh ta, và tuyệt đối không ai được tới gần anh ta hết, để anh ta có cái thời gian anh ta tập trung, anh ta làm việc. Thì con vương tử bưu thí này cho người cẩn mật theo dõi anh ta một cách tuyệt đối thì không thể nào anh ta có thể trốn thoát được, cho nên vương tử bưu thí này rất là an tâm, và hàng ngày vợ anh ta đem cơm vào cho anh ta ăn. Thì cái núi viên gỗ đó, đó anh ta đẽo, anh ta đụng thành một con chim gỗ, chim con chim gỗ, và anh ta mới nói cho vợ anh ta biết bây giờ chuẩn bị bán hết tất cả những tài sản gì của mình, chỉ còn giữ vàng thôi, và dẫn và kia anh ta kêu kêu vợ anh ta và con anh ta vào nơi đây. Thì sau khi làm xong cái con chim sĩ điểu mà nó bằng gỗ này á, thì người ta mới kêu vợ mình và con mình bắt đầu vào. Khi mà vào xong, người ta mới đem vợ và con mình và mình vào trong con chim này, và khi mà bắt đầu mở cái cửa sổ, bắt đầu khi mở cửa sổ ra thì người ta làm những cái dụng cụ gì đó, chúng ta tạm gọi như là cái vật bay, máy bay bay ra vậy đó, thì bắt đầu bay ra khỏi cái lâu đài đó mà đi đến Hy Mã Lạp Sơn, để tạo ra một cái đô thị nó bằng thần thông và cư ngụ nơi đó, cho nên anh ta gọi là vua ngựa gỗ. Thì cái câu chuyện nó tới đó. Thì kính thưa quý vị, rồi hoàng tử bưu thí sau khi con người thợ này đã bỏ đi như vậy thì thôi kệ, bỏ cho nó đi, tha cho nó đi luôn, không có. Thì thế là mở hội ăn mừng cái cung điện mới, mới mời Đức Phật tới. Thì ông ta cho bôi trét lên cùng với đất sét những cái loại hương thơm và trải điện điện trên cái sàn rất là tốt và rất là đặc biệt. Vì vị hoàng tử này không có con, trong khi trải những cái tấm điện đó, ông ta nghĩ thầm nếu như ông ta sẽ không có con trai hay con gái, Thế Tôn sẽ dẫm thật lên lắm. Nếu như ông ta trải thảm như thế này, Đức Thế Tôn sẽ đạp lên đó và mong rằng ta sẽ có con. Dạ, thưa quý vị. Thì sau khi anh ta tới, ông ta thỉnh Đức Phật. Đức Phật đi đến. Nhưng khi Đức Phật đi đến, thỉnh ba lần, người dẫm đạp lên cái điểm đó, Đức Phật không bước lên. Đức Phật ngài đưa mắt nhìn ngài A Nan, tưởng anh lão A Nan biết và cuốn cái thảm đó. Rồi Đức Phật đi vào. Sau khi đi vào là dân vật thực như là vật thực xong cho Đức Phật và đảnh lễ ngài. Vua tử mới vua thí mới hỏi Bạch Thế Tôn, con là người đệ tử đã ba lần con tìm nơi nương tựa nơi Thế Tôn, lần đầu thì trong thai mẹ, lần thứ hai là con đứa bé, và lần thứ ba con có trí khôn, vì sao Thế Tôn không chịu bước lên điểm? Tức là khi mà cha mẹ cầu có con đó, thì là có những cầu phải nói là cầu ba lần như vậy, mà ra cái hoàng tử bưu thí này, và bây giờ con cũng đã làm với cái tâm thành như vậy, nhưng á tại sao, vì lý do gì mà con thỉnh Thế Tôn bước lên trên thảm mà Thế Tôn không bước lên? Thì chính Đức Phật đã nói này, hoàng tử bưu thí đang khi trải về thảm, nó đang nghĩ cái gì, mới nghĩ cái gì, ngươi nghĩ cái gì? Thì kính thưa quý vị, bởi vì nếu như vậy thì Bạch Thế Tôn, vậy là con không thể nào cũng có con, cho nên Thế Tôn mới không bước lên, có đúng như vậy không? Thì Đức Phật này nói đúng như vậy, này hoàng tử. Vì lý do gì Bạch Thế Tôn? Thì ở kiếp trước, Đức Phật mới trả lời kiếp trước ngươi đã phạm một cái phạm có lỗi vô ý do không sáng suốt. Thì mới hỏi Bạch Thế Tôn, vậy là vào lúc nào? Thì Bất Đức Phật thì mới kể lại
Thì vào lúc đó đó, ở trong chuyện quá khứ đó, là người ăn trứng chim, hàng trăm người ra biển, tàu bị đắm, tất cả đều chết trên biển hết, chỉ có hai vợ chồng bám được một cái mảnh ván, và thế là nó tấp được vào một cái đảo gần đó. Cả chồng vợ tối lã luôn, không có tìm cái gì ăn ở trên đảo hoang đảo đó, mà chỉ có những cái trứng chim thôi. Nên vợ chồng này ăn trứng chim suốt, từ trứng nhỏ trứng lớn gì ăn rất là nhiều trứng, qua ngày này lúc nọ, từ lúc mà lên bờ cho tới cả tuổi già, cả cuộc đời luôn. Và họ sống như vậy, họ không có một cái sự suy nghĩ gì cả, họ không ở trong đây, ở trong cái tích truyện đó, thì tức là không có sáng suốt, không có hiểu biết gì về cuộc đời cả. Thì Thế Tôn chỉ cho cái lỗi tiền kiếp đó, như vậy. Bắt đầu ngài mới nói tiếp: này hoàng tử, nếu trong ba thời, thời trẻ, thời trung niên và thời già của kiếp trước, ngươi và vợ của ngươi không có sáng suốt, nếu mà vợ của ngươi và ngươi hay ngươi sáng suốt á, một trong hai người, thì ít nhất kiếp này ngươi cũng được một hay hai con trai hoặc là con gái trong kiếp này, hay ít nhất cũng được có một con đi. Nhưng điều này bởi vì cả hai ngươi không có sáng suốt trong ba thời của cuộc đời mình, cho nên hãy như thế. Và thế là Đức Phật này đọc câu Pháp Cú: nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Rồi đó, tức là cái duyên sự của câu Pháp Cú. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta xem qua để chúng ta nói cho quý vị nghe một cái điều hết sức là đặc biệt. Atta năng chê bị ăn chê nha, chúng tôi nhớ không lầm là Atta năng chê, để hay Atta năng chê bị ăn chê nha rất hay gia năng Surat Khi Tăng. Đây là một câu dài. Thì kính thưa quý vị, cái tá là tự ngã, chê tức là một cái cái này có như là một cái nếu thì đó là nếu như anh làm cái gì đó thì cái chữ chê biết chúng tôi nhớ như là từ cái chữ chê này xuất hiện, từ cái chữ biết, cái chữ chê biết, nhớ học tiếng Malay như vậy. Nhưng điều cái này nó gọi là cái như là một tính, đang quay quên không phải tính từ. Đang chê rồi, nếu như vậy đúng rồi, như là chê biết nó tức như nó một tiếp ngữ vậy đó. Thì kính thưa quý vị, một chữ bí giá tức là cái sự yêu thương, cái sự yêu dấu, mà Atta tức là Atta năng. Nếu mà chúng ta yêu cái tự ngã của mình, kính thưa quý vị, cái chỗ này hết sức là đặc biệt, phải nhớ tự ngã là cái gì, tại sao gọi là yêu tự ngã. Chẳng qua từ vừa dịch cái từ này, Atta là tự ngã, rồi bi dân là cái yêu thương tự ngã. Tại sao mà Đức Phật không nói một cái câu như vậy? Nhưng chúng ta phải nhớ, dịch vì chúng ta mượn cái ngữ như vậy, cái tự ngã ở đây chính là cái sự sống trong luân hồi của chúng ta. Chúng ta biết yêu thương nó, biết bảo vệ nó, biết giữ gìn nó, để cho nó không phải đau khổ, để cho nó không phải bị thua thiệt, để không phải rơi vào cái khổ đau. Chứ không phải là yêu tự ngã. Nếu biết yêu tự ngã thì như vậy, rồi bằng ngày dạy mình chấp ngã này à. Đấy, như vậy. Tức là nói về cái tâm của mình biết gìn giữ, tâm của mình biết bảo vệ. Thì cái chữ bí giá đây là một tính từ yêu dấu. Cái chữ chay nha là nó là từ căn động từ nha, nha tí, nha ti năng, nha tí. Nha tới vô rồi đó, là gọi là cái chỗ này tức là nó mà là một động từ. Rắc cái tí. Từ cái chữ răng, từ chữ căn rắc á, chỗ này là một là căn chay nha, từ cái căn nha. Và rắc hay giá từ cái căn rắc cái tí, tức là cần nên giữ gìn, cần nên bảo vệ. Rất hay gia năng, cái chữ năng này nó là một cái đại từ chỉ thị, đại từ chỉ thị nơi chốn,
nơi chốn đó là đó. Surakhitang tức là để nó hãy bảo vệ nó một cách cẩn thận. Tức là nếu biết yêu tự ngã, hay là nếu biết yêu cái gì, nếu biết thương cho cái cuộc khổ đau sanh tử của mình, thì mình biết bảo vệ nó cho nó được tốt đẹp. Cái nghĩa này nó rất là lớn, kính thưa quý vị, nghĩa này rất là lớn. Bởi vì sao vậy? Ở trong cuộc đời này á, cũng như nếu chúng ta biết thương mình phải biết khéo bảo vệ lấy mình. Nếu biết thương mình phải biết khéo bảo vệ lấy mình. Bây giờ chúng ta thương cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta biết thương cuộc đời của chúng ta thì trong việc làm và trong tâm tư, tình cảm, trong ý nghĩ, việc làm, trong hành động của chúng ta, chúng ta phải biết suy nghĩ. Chúng ta không thể nào mà tự buông trôi cuộc đời mình mà không lo về cái đạo đức của mình, không lo về cái học hành của mình, không lo về cái bổn phận trách nhiệm của mình, vân vân, thì xem như là chúng ta đã đánh mất cái cuộc đời mình. Đó là chúng ta gọi đánh mất cuộc đời mình, thì cái chữ đánh mất cuộc đời mình thì nó xem như là cái giá trị của tự ngã. Cái cuộc đời mình, mà cái tự ngã nó rộng hơn nữa, đó chính là cuộc sống trầm luân đau khổ ở tương lai. Chúng ta nhớ như vậy. Ở thời tương lai của kiếp này và kiếp lai sinh nữa, coi như là đây là chỗ này là sợ luân hồi mà toan yểm hành vi, là lo cái như thế đó, cái mà cái lo lắng như vậy đó. Dạ, kính chào thượng tọa thành mấy vào rồi. Thì kính thưa quý vị, tức là toan yểm cái hành vi lo lắng vì yêu thương cho mai sau mình không phải xấu xí, không phải ngu dốt, không phải khổ đau, không phải thiếu thốn, vân vân, thì chính chúng ta không mới là thân ác, mới không khẩu ác, mới không ý ác. Cái tuyệt vời chỗ này nè, tức là ta năng cả tác. Nếu biết mà chúng ta, cái chữ chê biết, tức là nếu như mà chúng ta biết được, nếu mình biết yêu cái bản thân của mình thì mình phải bảo vệ nó, mình phải giữ gìn nó. Nếu như vậy thì nó, cái chữ chê bỉ này như thế. Nếu như chúng ta biết thương cho cuộc đời, chúng tôi vừa nói rồi, cái cuộc đời của mình, cuộc đời nói lớn ở ngay hiện kiếp này cũng như kiếp lai sinh, thì chúng ta phải biết chăm sóc, phải biết bảo vệ. Chỗ này chúng ta nhớ như vậy. Qua cái câu thứ hai, các cái tăng rồi tính năng anh nhớ ta rằng gia măng và tích chất kê gia ban đi tô. Cái chữ tin ná từ cái chữ tí là cái danh tính từ của số điểm, tức là e có một, đi hai, tí ba, chẳng qua nó chia theo cách thời tiên năng. Đây nó thuộc về tức là thời gian, hay thuộc về cái nhóm ba, thuộc về cái giai đoạn ba, hay thuộc về cái nhóm ba đó, thuộc về cái giai đoạn ba đó. Mà giai đoạn ba đó chính là cái gì? Ở cuộc đời mình đó, nó có ba canh, xin lỗi, nó có ba cái thời khắc của tuổi trẻ, thời khắc của tuổi trung niên và thời khắc của tuổi lão niên. Ở trong chú giải thích cái chỗ này, tức là người trí trong ba canh. Trong ba canh đó, kính thưa quý vị, trong ba canh đó không phải là trong cái canh 1, canh 2, canh 3, không phải nha, không phải là thật canh của thời gian, của đêm, mà, xin lỗi, canh của thời gian, mà thời gian của tuổi trẻ, chứ không phải là canh của đêm, tức là mấy giờ tới mấy giờ đó, nó thuộc về canh 1, canh 2, canh 3 của cái màn đêm, không phải như vậy, mà đó chính là canh của cuộc đời. Cái chữ
cái chữ Yamana, Yama đó, cái Yama cái thời thời cái thời gian hay cái thời canh đó, cái canh đó, dạ, đó đó. Thì kính thưa quý vị, ở trong chú giải đã dạy như vậy. Tí đó tức là số đếm, mà cái chữ Yama, Yama, Yama tức là cái thời hoặc là cái canh. Còn Anyatara, Anyatara đây chỉ là một cái đại từ chỉ thị, chứ không có không là không không cái gì mà quan trọng. Ở trong đây có cái chữ da má này và cái chữ bất tiếp chất gây giả, đây là cái chỗ quan trọng. Bất tiếp chất gây giả đây tức là từ cái căn chất bất tiếp cộng với chất giá thành bất tiếp chất giá, tức là phải nên tỉnh thức, phải nên nhìn lại mình, trông coi mình. Chúng ta nhớ như vậy. Cho nên ở đây nếu biết yêu tự ngã phải bảo vệ, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Vậy thì canh của tuổi già, canh của tuổi trẻ, canh của tuổi trung niên, canh của tuổi lão niên là bảo vệ cái gì? Đây là điều mà chúng ta thấy đặc biệt. Hai vợ chồng đó khi mà trôi dạt trên biển và thế là chỉ biết sống nhờ trứng như vậy, ăn trứng, thì ăn từ trứng này qua trứng nọ thì giết triệt đi cái mầm sống của loài chim. Tuy thấy nó rất là đơn giản, nhưng điều đó là chính là không có sáng suốt, không có tỉnh thức, không có hiểu biết cái sự nguy hại, triệt cái mầm sống. Ngay cả trứng đó nó đã tạo thành một chúng sinh rồi. Chẳng hạn như chúng ta biết là nó trứng nó có trống và chuẩn bị nó nở đó, thì người ta cũng, thì vợ chồng này cũng ăn luôn. Chứ nếu như trống mà nó chưa, trứng mà nó đẻ ra thì nó chưa có, chúng ta gọi là chưa có trống á, tức là nói cho nghe dễ hiểu, tức là cái thức tục sinh của một chúng sinh nó chưa nhập vào đó, nó chưa đúng cái thời. Nếu nó đã nhập vào rồi thì chúng ta ăn nó là chúng ta có vấn đề. Thì cũng vậy, nếu chúng ta ăn trứng thời Bình Nhật này cũng vậy nha. Khi mà gà hay vịt nó đẻ ra mà chúng ta ăn á, khi nó chưa có trứng, nhưng nếu chúng ta ăn có trứng thì chúng ta cũng triệt cái mầm sống, chúng ta cũng là như sát sinh vậy đó. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, vì vậy một cái đoạn giai đoạn rất là dài, mà giai đoạn dài như vậy, và Đức Phật nói cả hai người đều thiếu sáng suốt, không có suy nghĩ ra, đây là cái điều sai, đây là cái điều tội, đây là cái điều ác. Cho nên phải chịu cái đau khổ như vậy. Thì chúng ta có vấn đề mà cái chữ Pandita, thì Pandita tức là bậc trí tuệ, tức là người trí phải nên tỉnh thức. Vậy thôi, cái Pandita tức là một Pandita, đây là một danh tỉnh từ. Danh tỉnh từ. Hay là danh tỉnh từ, đó chính là nên tỉnh thức. Cho nên vì vậy, cuộc đời này, kính thưa quý vị, có ba cái thời gian trôi qua. Mà hôm qua chúng ta, bữa hôm mới chúng ta nhớ cái câu mà lúc ác không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, than thở những ngày qua, trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau. Như cung bị gãy hai đầu, nhìn về dĩ vãng khổ sầu thở than. Thì ở đây chính là cái gì? Chúng ta phải biết tu từ tuổi trẻ, tuổi trung niên và tuổi lão niên. Mà thường thường á, thì mình nghĩ thuộc cái già, trẻ để mình lo chơi, lo đùa chút xíu. Rồi trung niên nó thấy coi như thuộc kệ trên thủ cũng còn bao lâu nữa, kệ. Để bữa nó già già chút xíu mình mới tu, mình mới niệm Phật, mình mới đọc kinh, mình mới ngồi thiền, mình mới học Phật Pháp. Đây là tâm lý chung. Bởi có câu rất là hay, chứ để đến già rồi niệm Phật mồ hoang lắm, kẻ mái đầu xanh. Nó là như vậy. Thì nếu như chúng ta biết yêu cái gì, nếu chúng ta biết thương cái cuộc đời của ta, cuộc đời của ta ngay trong hiện tại này, cuộc đời của ta trong tương lai, quá khứ đã đi qua, tương lai nó sẽ đến, chính là hiện tại này. Mình biết ngay hiện tại này,
biết thiếu sót, biết thiếu sót một cái điều gì đó, chúng ta nên nên tu, nên bổ túc cho nó. Đừng có câu thúc, đừng có ganh tị, đừng có bỏng sẻn, đừng có tật đố đối với người, đừng có gây quan kết quan cái với người. Sống biết tự thương mình một chút xíu. Kính thưa quý vị, thường thường chúng tôi nói rất là nhiều, mà cũng dần cũng như thế à. Môn việc điều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt rồi việc đời cũng sẽ chấm dứt, rồi việc đời nó cũng chấm dứt. Chấm dứt là cái gì? Kính thưa quý vị, chấm dứt trên cái gì? Cuộc đời cũng chấm dứt là chúng ta buông bỏ được tất cả. Rồi nào là vợ chồng, con cái, vợ đẹp con xinh. Bây giờ nói thật cho quý vị biết, quý vị và chúng tôi đang nó rơi vào tình huống như vậy. Chúng tôi còn trẻ, chúng tôi không có gia đình, nhưng chúng tôi có những người thân và những người đệ tử, là những người thân quen à, vân vân. Rồi như thế này thế nọ, tất cả của chúng tôi. Và quý vị thì có vợ, có chồng, có con, có cái, có gia đình, có sự nghiệp, có những quyến thuộc như thế này thế kia. Nhưng rồi tất cả chúng ta bỏ cái chúng ta ra đi, không ai thương chúng ta. Khi chúng ta bệnh, thân nhân dù có chí tình cũng đành đứng đó làm thinh mà đứng nhìn. Nếu chúng ta chết hay chúng ta bệnh thì có một sự chăm sóc gì đó, một cái sự lo lắng về thuốc men, so bóp, giặt giũ, chia sẻ gì đó. Nhưng rồi cái bệnh cũng là cái bệnh của ta, cái già cũng là cái già của ta, và cái khổ cũng là cái khổ của ta, và cái chết là cũng cái chết của ta. À, mẹ cha mình chết, mình có chết theo không? Thì ngược lại, mình chết cũng ai chết theo mình. Đừng có nghe màu mè, coi như là vợ chồng coi như thương yêu nhau, hai người thương nhau, nguyện không sanh không cùng ngày, nhưng là nguyện chết cùng giờ, cùng năm, cùng tháng. Hơi tiểu thuyết và cũng hơi bị bay quá cao. Lúc đó sung thì nói vậy, mê muội thì nói vậy, quá yêu thương thì nói như vậy. Có những lúc chết là đồng chết, là do cộng nghiệp chết, chứ không thể nào mà bắt đầu mình chết xong cái là thôi mình cũng như là cũng chết luôn. Thì cũng có những cái ái người ta cũng làm như vậy chứ không phải không. Nhưng điều mà để một cái tuổi thọ mà cùng chấm dứt thì không có. Mọi người đều có cái nghiệp riêng của mình, có nghiệp riêng của mình. Kính thưa quý vị, thì ở đây chính Đức Phật nói rằng đó, đến đây một mình thì ra đi cũng một mình. Và trong ba thời của tuổi trẻ, của tuổi trung niên, của tuổi lão niên, mình biết có cái sự tu tập, mình biết có sự giữ gìn, mình biết có cái sự quân tập nó, tạo tác cho nó, thì nó rất là tốt đẹp. Ở trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, nghĩ đi nghĩ lại nó rất là buồn, buồn lắm, hoành tráng lắm, hay lắm, đẹp lắm à. Tất cả là dừng trăng cổ nhạc. Sống mà không biết lo cho chính mình cái tư trang, cái hành trang, cái điều kiện tốt. Chúng ta lo cái việc ngoài quá đó, lo cho cái danh cái lợi của mình, cho nhiều cái mối quan hệ, cho nhiều cái này cái kia đó, chúng ta chết đó. Thì cái đám ma chúng ta nó lớn lắm, nó to lắm, có cái sự giao kết, cái sự thân quen nơi này, thân quen nơi nọ. Nhưng xong phim coi như tấm màn nhung khép lại, cái tập phim đó vào tập cuối, in the end, vào thời cuối cùng, đóng cửa hết. Khi chúng ta chết thì mọi việc nó sẽ kết thúc theo quy trình. Thân thương lắm á, thì có thể là tốt đẹp lắm, thì có thể là 49 ngày à, làm cái dỗ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, và cái dỗ thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thì nó coi như là dần trăng cổ nhạc, như chưa hề quen nhau. Mà bao năm, bao thời gian
nhọc công, nhọc tâm, nhọc sức để chúng ta đổ xuống. Vì cái ngã chấp của chính mình, vì tự cho mình à mình như thế kia, nếu biết sống sống trong trời đất phải có danh gì với núi với sông. Thật nghe hay lắm, hay lắm, hay lắm. Thì kính thưa quý vị, không phải là chúng ta có một tinh thần yếu đuối, nguội lượt, chán nản, hay sống trong một cái tâm trạng nó bi quan, không có tích cực. Không phải như vậy, mà chúng ta phải biết, phải biết cố kiểm soát, lo lắng và chuẩn hóa cho mình được tốt đẹp. Còn tất cả những chuyện gì trong cuộc đời này, thế giới là vô thường, thế giới là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Ta có cái nghiệp của ta, ta làm lành được vui, cái dữ chịu khổ. Ngày đêm quá mau lẹ, bây giờ ta làm được cái gì? Trong sự sống, cái chung quanh tất cả của chúng ta, đó là giữa người với người, giữa vợ với chồng, giữa cha với mẹ, giữa con, giữa mẹ với con, vân vân. Tất cả những hình thái đó, nó đều là một sự hội tụ, đều là một sự gặp gỡ. Đau đớn thật. Rồi mẹ phải xa con, cha phải xa con, cháu phải xa bà, thầy phải xa trò, và tất cả chúng ta phải xa nhau. Đó là sự thật. Cho nên cái việc mà Đức Phật ngày tuyệt vời đó, chúng ta thấy Đức Phật ngày xác định rõ, để ngày chỉ rõ cho công tử bưng tử bô thí này, chính vì canh của tuổi trẻ, của thời gian quá khứ của ngươi, của vợ ngươi đã tạo tác ở trong quá khứ như thế đó, cho nên bây giờ ngươi không thể nào có con, phải như thế này, phải như thế kia. Còn cái việc mà cầu tự đó, thì cái việc đó nó lại là một vấn đề khác, mà cứ chung rất là khó. Chúng tôi có hai cái người đệ tử thì cũng khá lắm, nhưng cái đó sư phụ, sư phụ ráng cầu nguyện gia trì cho con, không được đứa mong quá. Mà phải nói gia đình thằng này nó trai một mà gia đình cũng khá, rồi cưng vợ nó là cũng khá nữa, cho nên vì vậy là hai đứa nó mà nghĩa tức là đủ ăn đủ mặc. Nói thì có theo Việt Nam thì có của ăn của để, người Bắc thường kêu là có của ăn của để. Nhưng tìm ra một món con không ra, hỏi chúng tôi hoài, chúng tôi mới cuối cùng chúng tôi mới nói bây giờ là tụi con đừng có tin ai hết, đừng có nghe thầy bà như thế này thế kia hết. Bây giờ tụi con sống, tụi con cứ sinh hoạt, mà tụi con có thể có ăn uống, có thể chữa trị gì đó một chút xíu, nó thuộc về cái vật lý. Còn tất cả tụi con tùy duyên, tụi con đừng có trông mong nhiều. Nó có là có, và nó không là không. Rồi tụi con thấy, thì tụi con cứ cầu mong, nhưng điều con đừng quá trông mong, và đừng có hy vọng một cách tuyệt đối. Nhưng suy nghĩ rằng là cái tâm thành mình, nếu giờ tụi con có cái ý niệm thành, có cái tâm nguyện tốt, nó không là một cái yếu tố của nghiệp quá khứ quá đáng, thì chắc chắn phải có. Bởi vì cái tâm thành của mình, nếu như mình không có bị một cái nghiệp lực quá khứ nó quá nhiều, thì do những đứa con nó chưa đủ duyên, nó chưa đến với con. Chứ không phải là nếu như kiểm tra về vật lý, tụi con có khả năng có thể có con, thì tụi con đừng lo. Thì nói như cái điều này cho tất cả chúng ta, nhiều khi á, nó do một trong hai, hay nhiều khi do cả hai, và do nhiều khi cả hai về vật lý, nhưng điều mà về nghiệp lý nó không có, cũng thua luôn. Kính thưa quý vị, nó lại cái chuyện này nó rất là khó. Bởi vì tại sao nó khó? Bởi chuyện này chuyện không thể quyết được. Còn có nhiều người không có là những gì không có, đó là do cái nghiệp duyên, như vợ chồng bố thí này thì do cái nghiệp thì không thể nào mà cứu được.
hiểu như vậy, nói như vậy để chúng ta biết nhiều khi sống với chúng ta biết trân quý nó. Chứ đừng nghĩ rằng á, nhiều khi á, con cầu, con nguyện, con khẩn, con kêu á, nó mệt mỏi vô cùng. Thì tất cả hãy tùy duyên. Thì kính thưa quý vị, thì sau thời gian, thì đâu có như cách đây chừng một tháng, bắt đầu cô vợ có điện thoại bạch sư phụ, có tin vui, là được rồi, cô cố gắng, cứ như tin vui, tin mừng. Thì kính thưa quý vị, đó chính là một điều mà cũng chúc mừng. Thì ở trong cuộc đời này chúng ta đừng bao giờ gượng ép khi cái nghiệp nó không có. Và khi chúng ta biết như vậy và chúng ta phải có một cái, phải có một tỉnh thức. Đừng có gây cái nhân ác. Ở đây đừng có gây cái nhân ác. Mà biết, phải tỉnh thức mà biết, biết cái gì, biết giữ gìn và biết tăng trưởng, biết bảo vệ, biết nuôi dưỡng và biết tạo tác cái thiện. Tức là thứ chánh cần xuất hiện trong ta một cách liên khúc, là một cách liên thời, tức là thời của tuổi trẻ, thời của tuổi trung niên, thời của tuổi lão niên, để chúng ta tu. Cũng như cái thời gian tu của chúng ta phải là tu, coi như là khi vui mình tu, khi buồn mình không có tu, mà cả một ngày như vậy chúng ta tu bao nhiêu lần thì đó là hành trang bấy nhiêu lần. Cả một ngày mà chúng ta có bao nhiêu điều vui, có bao nhiêu điều buồn, thì cái vui cái buồn đó, cái vui mà vui có phải là thiện không, cái buồn chắc chắn là bất. Thì dù cho buồn chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện xa, chuyện gần, chuyện trong, chuyện ngoài gì đó thì cũng là chuyện buồn. Nhưng cái vui mà vui trong thiện pháp, hay là cái vui nếu như vui mà vui khả ái khởi hỷ khởi lạc mà do tham ái khởi sanh, thì cái đó cũng là đau khổ sanh tử, cũng là bất thiện. Mà nếu như trong canh của canh 1, canh 2, canh 3, hay là canh của tuổi trẻ, canh của tuổi trung niên, canh của tuổi lão niên, mà biết tỉnh thức, mà biết ý niệm để chúng ta giữ gìn, để chúng ta có một cái sự tu tập. Kính thưa quý vị, chúng ta thật sự là hữu phước khi chúng ta là thân kiếp con người. Chúng ta thật là hữu phước khi chúng ta được nghe diệu pháp. Chúng ta thật là hữu phước khi chúng ta có thể việc thiện. Chúng ta nghe rõ nha, chúng ta khởi tâm làm được những cái việc thiện. Và chúng ta hữu phước, chúng ta mới làm phước. Chúng ta có phước, chúng ta mới được làm phước. Và khi chúng ta làm phước, chúng ta mới có được nhiều phước. Và đây chính là sự tỉnh thức của một trong ba canh. Bởi vì chỉ có kiếp con người này mới có thiện ác xen lẫn và điều kiện dễ dàng tạo tác hơn. Quý vị đừng có nghĩ rằng dễ dàng khởi sanh cái thiện tâm, rất khó đó. Cho nên chúng tôi mới nói rằng có phước mới được làm phước, như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ thiện pháp, tính pháp, từ hỷ công đức, hồi hướng công đức, cải chánh tri kiến. Đây là quy nhân kinh giáo bất thúc, tức là hữu duyên hữu phước chúng ta mới có thể làm được. Không dễ dàng có cái tâm thí đâu, không dễ dàng có cái trì giới đâu, không dễ dàng có cái tu tiến tu thiền đâu, có cái tâm cung kính đâu, có cái tâm phục vụ đâu, khó lắm. Không dễ dàng có cái sự tùy từ bi, có một cái sự chia sẻ bằng cách thuyết pháp, bằng cách tức là tùy hỷ vân vân, hoặc là cái sự cải chánh tri kiến đi từ chúng ta, chúng ta đã hiểu sai Phật pháp, chúng ta đã hiểu sai cái lý này, chúng ta chỉnh lại, rất là khó, rất khó nha quý vị. Chứ mà mình đừng nghĩ rằng sao đâu mình tu ba mình nó kể nay mình không làm mấy mình cũng làm thấy vậy. Bây giờ mình làm không được thì mai mốt mình làm. Giờ mình luôn luôn hứa hẹn như vậy chính là mình không có biết trân quý cái việc thuận duyên thiện nghiệp có thể nó đang tới có với mình. Và kinh Pháp Cú cũng đã nói một cái câu này. Chúng ta nhớ nhiều khi chúng ta làm một việc thiện đó, rồi cái tiếp tục cũng một việc thiện nữa, chúng ta thôi chúng ta có làm rồi. Ở đây chính là chúng ta không có biết trân quý.
mình được một cái vật quý, mình luôn luôn muốn mình được cái vật tốt, mình mua luôn mình được một hai ba cái. Thì cũng vậy, cái thiện sự á, là chúng ta phải có một cái sự năng làm. Nếu người đã làm điều thiện hãy tiếp tục làm thêm. Người tích thiện chữ thiện chắc chắn người ấy sẽ được tốt đẹp. Rồi kính thưa quý vị, chúng ta cũng ra đi rồi, chúng ta cũng kết thúc. Không có ai thương chúng ta bằng chính chúng ta và sự ra đi đó. Và những việc làm, những hành động thiện, những lời nói thiện, nghiệp thiện đó chính là tỉnh thức của một trong những căn, một trong ba căn, là một trong sự tỉnh thức của ba căn. Và đã đến già rồi thì thôi buông bỏ bớt. Biết buông, biết bỏ bớt. Bớt cái gì? Bớt cái trách nhiệm. Trách nhiệm của làm mẹ, trách nhiệm của làm bà, vân vân. Sư ơi, chúng tôi kêu thôi đi nghe Pháp, đi tu, đi học Phật Pháp nha. Đi đọc kinh nghe, đi làm cái này kia đó. Con cũng muốn đi dữ lắm chứ, nhưng điều nó có cái thời gian của tụi nó, không nên tụi nó, hai chồng tụi nó đi làm suốt ngày, cho nên vậy thôi kệ nha. Cũng không ai giữ nó, phải giữ, không ai đưa nó đi học, cũng đưa nó đi học. Cũng nhiều hơn vậy. À, đó, cái nợ của con chưa đủ nợ cháu. Vì cháu nó lớn nữa cũng nợ tiếp à, đủ thứ đủ chuyện à. Còn tự quý vị mà muốn biết, muốn dẹp qua thì nó dẹp qua. Chúng tôi thuyết pháp, chúng tôi cũng nói thẳng à. Hãy nói là những người mẹ, hãy nói thẳng với những người con, năn nỉ đi, con ơi con tha cho mẹ đi, con tha cho bố, con tha cho ba đi. Đủ rồi, 30 năm 40 năm con đã lớn rồi, con tha cho ba cho mẹ. Còn những phút giây cuối cùng ở trong cuộc đời, sống nó rảnh ra, sống nó nhẹ nhàng một chút xíu. Con tốt với ai cũng vậy, con tốt với ba với mẹ, ba mẹ chết cảm ơn con nhỉ. Chắc quý vị nghĩ nghe thấy tức cười quá, tự nhiên mình đi sinh con mình cái điều đó. Nhưng nếu mà được quý vị cũng nên sinh đi. Cũng có những người con, dĩ nhiên đầu tiên á, là nghĩ thôi kệ ba mẹ, nhà không có chuyện gì kệ nhờ ba mẹ, thôi mẹ không có gì mẹ giúp cho con, cũng là con của mẹ, cháu cũng là cháu của mẹ, đừng có nói như vậy. Nhưng chúng ta, nếu chúng ta biết thương chúng ta sẽ bảo vệ, chúng ta lo lắng, rồi cháu con này nó cũng ở lại chứ nó đi với mình. Chúng ta sống hết tình với nó đủ rồi, mà hết tình với cháu, cũng những phút giây gì đó có thể giúp và những phút giây không thể giúp thì là phải bó tay. Thì kính thưa quý vị, vì vậy cho nên trong cuộc đời này là một người hiểu biết, trong trong kênh của tuổi trẻ, trong kênh của tuổi trung niên, trong kênh của tuổi lão niên, để chúng ta góp nhặt, để chúng ta thành tựu được, để chúng ta đạt được cái lợi ích của mình, tức là tam nghiệp của mình. Và tự ngã, yêu tự ngã đây tức là yêu cho, thương cho cái gì, cái sự, cái sanh cái tử của chúng ta để được tốt đẹp, để được thuận duyên, để được căn bản hơn, là đó do chính chúng ta. Và xin có đôi điều thuyết giảng như vậy, nhưng có điều gì sở thân kinh chúng mong tất cả quý vị quan hệ cho kính chấm dứt thời gian trước ra đây, đức khi những lời kính chấm có bước lại để trở lại các vị đại thiên vương, các vị chư thiên phụ thiện chánh pháp, kính chấm bước đến các vị chư thần chư thiên, các vị chân linh giác linh kỹ linh tại Quảng Nghiêm, chùa Quảng Nghiêm này cũng như tất cả nơi chủ thiện và tư gia của chư tăng và quý vị, mong tất cả được an lạc được tấn hóa, và mong cho tất cả chúng ta biết được cái tuổi trẻ trung niên và tuổi lão niên của mình, và để chúng ta tiến tu đạo pháp. Nam mô Bổn Thầy, nam mô Tham Thầy, nam mô Sở Thầy. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài pháp cú số 157 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Và con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư.
Bhavato sappa mangalang rakhanto sappa devata sappa buddha anupave na sada sati bhavantu te. Bhavato sappa mangalang rakhanto sappa devata sappa dhamma anupave na sada sati bhavantu te. Bhavato sappa mangalang rakhanto sappa devata sappa sangha anupave na sada sati bhavantu te. Tất cả phương báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin do hóa của tâm tinh thành tâm báo cho được mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.